Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm cái video này, mình xin chia sẻ về cái cách mà mình phát hiện ra cái cây sầu riêng của mình nó bị bệnh và mình sẽ chữa ngay lập tức. Khi mà cái cây nó mới chấm, vừa mới bệnh thôi là mình đã phát hiện ra và mình sẽ chữa ngay lập tức, chứ mình không có để cho tới khi nó bị bệnh nặng nha các bạn. Thì mình muốn biết được cái cây của mình nó bị bệnh hay không ấy, mình có những cái dấu hiệu như thế này nè. Cái thứ nhất á là cái lá các bạn. Tự nhiên trên cây nó có cái lá vàng đó các bạn. Cái lá nó vàng, nó chỉ lác đác vàng đó đó, những cái lá đó. Nó lác đác vàng như thế nào mà nó vàng khè luôn mà nó không có rụng. Trên cây nó chỉ khoảng 10 lá, mười mấy lá thôi. Đó là cái biểu hiện của cái cây này nó đang bị bộ rễ các bạn. Nó đang bị cái bộ rễ đang có vấn đề. Cho nên là mình sẽ sử dụng thuốc để mình xử lý cái nấm bệnh này kịp thời để cho cái cây của mình nó sẽ phát triển bình thường và nó không bị chết nha các bạn. Chứ nếu mà mình mà để nặng ra á, là cây của mình nó sẽ bị chết và không phục hồi nổi luôn nha các bạn. Đây nè, đây là biểu hiện của cái cây mà nó bị bệnh nè. Đó, nó chỉ ít cái lá vàng này thôi. Trên một cây á, nó chỉ mới chớm ít cái lá vàng như thế này thôi nè. Nó vàng khè như thế này, nhưng mà nó không rụng, nó vẫn dính ở trên cây. Thì đây là biểu hiện của cái cây này nó đang bị nấm Phytophthora nó tấn công và nó bị cái cổ rễ nha các bạn. Cái này là trường hợp này là bị cổ rễ nha. Đó, thì cái trên cây nó có lác đác cái lá vàng á. Đây nè, đây là mình sẽ nói rõ hơn nè. Đây nè, cái lá vàng như thế này nè, nó sẽ vàng khè như thế này nè, mà nó vẫn dính ở trên cây. Thì đây là trường hợp của cây nó chuẩn bị, đây là cái báo hiệu cho cái cây nào bị bệnh nha. Nếu mà mình mà để mình không chữa ngay lập tức á, cây nó mới vàng có khoảng cái chừng 10 lá thôi, mà mình không đổ thuốc nấm ngay lập tức á, mình chỉ để khoảng cái chừng 2 tuần nữa là cái cây của mình là có thể tới giai đoạn không chữa nổi luôn nha các bạn. Chỉ 2 tuần, khoảng 10 ngày cho tới 14 ngày thôi là mình sẽ tới cái giai đoạn là cực kỳ khó chữa luôn, là mình sẽ không chữa được nữa nha. Nếu mà có chữa được thì nó rất là lâu phục hồi. Thế cho nên là khi mà cái cây của mình ấy, nó mới chớm, cái lá trên cây các bạn nhìn ấy, tự nhiên cái cây đó nó tự nhiên nó lác đác vài cái lá vàng các bạn. Nó cứ lác đác vài cái lá vàng á, khoảng cái chừng chục lá thôi, là mình tiến hành xử lý ngay lập tức nha các bạn. Cái lá vàng, cái lá bình thường ấy mà nó rụng, các bạn nhìn nè, mình so sánh nha. Cái lá vàng mà nó dính trên cây nè, như thế này nó vàng đã nghĩa nó phải rụng rồi, nhưng mà nó vẫn còn dính ở trên cây nha. Đó, những cái lá vàng này vẫn dính trên cây. Còn cái lá mà nó rụng bình thường ấy, các bạn nhìn cái màu nó khác liền nè. Những cái lá mà nó rụng thải sinh lý bình thường, thải lá dài bình thường, thì nó cứ khoảng cái màu như thế này là cái lá này nó đã rụng rồi, chứ nó không có để cho tới khi mà cái lá nó vàng như thế này mà nó còn dính trên cây nha các bạn. Đó, thì mình phân biệt rõ ràng, đây là thải sinh lý bình thường nè. Đó, nó cứ vàng cỡ này nè, ngà như thế này nó rụng là thải sinh lý bình thường. Còn cái lá này á, nó vàng như thế này mà nó còn dính ở trên cây luôn nha các bạn. Nó vẫn chưa rụng mà nó dính ở trên cây luôn, thì cái cây của mình là báo hiệu cho việc là cây nó đã bị bệnh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình chữa cho cái vườn nhà mình. Thì vườn nhà mình luôn chữa như thế thôi, thì nó vẫn đẹp nha các bạn. Thứ nhất á, là mình cào ra nè. Đó, mình cào cái cổ rễ ra ha. Mình cào cái cổ rễ ra. Đó, mình cào mấy cổ rễ ra. Đấy, cái rễ của mình nè, nó còn tươi nè, nhưng mà nó chớm bị thôi các bạn. Nếu mà mình không đây là cái rễ này, là cái rễ mà nó còn tốt nè. Đó, là nó chưa có bị thối nha. Còn mình mà không chữa kịp thời là hư là ngay lập tức. Đây nè, cái cổ rễ của mình nè, các bạn thấy nó chuyển màu đen không? Đó. Thì bây giờ là mình sẽ cào, mình đã cào sẵn rồi. Đó, mình cào hết cái cổ rễ ra nè. Mình cào sẵn là như thế. Rồi bây giờ mình sẽ pha thuốc và mình tiến hành mình đổ thuốc nấm nha. Thì mình pha thuốc gì thì mình sẽ chia sẻ vào cái cách mà mình pha và mình đổ thuốc nấm như thế nào. Đây, cái cây của mình đây nè, là nó có những cái rễ tơ này nè. Nó ăn lên trên mặt như vậy là cái cây của mình là tương đối là nó vẫn chữa được nha các bạn. Là vẫn để què được bình thường nha. Tại vì mình phát hiện kịp thời các bạn. Đây là trái nè. Đó, mình phát hiện kịp thời là mình chữa được các bạn. Trái này là nó to rồi nè. Rồi bây giờ mình chia sẻ cái cách mà mình pha thuốc rồi mình đổ cái thuốc vô gốc này nha các bạn.
nếu mà mình mà cứ để cái trường hợp này mà khoảng cái chừng là tầm 10 ngày thôi các bạn, là cái cây của mình là nó vàng hết lá luôn, nó đổ lá nhanh lắm. Nó mà đổ lá nhanh như vậy là cái tỷ lệ là cứu không cứu được luôn đó các bạn, nó khó cứu lắm nha. Thì đây, mình cái bài của mình là mình chữa như thế này. Thứ nhất á là cái Riodomingol này nè, cái Riodomingol này thì quá quen thuộc mọi người rồi, Riodomingol và Aleve, cái bộ này là cái bộ là chuyên dụng của mình ha. Thì cái thằng Riodomin thì mình xin nói lại như thế này, thành phần của nó là chủ yếu là metalaxy các bạn, 40g/lít, còn cái mancozeb là 640g/lít. Thì cái Riodomin này chủ yếu nó là mancozeb nha các bạn. Còn Aleve á, cái hạt chất của nó ấy, thì thực chất nó là cái hạt chất là đây nè, fosetin aluminium á các bạn, 800g/kg nè. Đấy, thì với cái gói Riodomin này á, ơi còn thêm cái gói này nữa là metalaxy, bởi vì cái thằng Riodomin này á là chủ yếu nó là mancozeb, còn metalaxy á thì chủ yếu nó sẽ là hạt chất metalaxy, thì cộng lại với nhau thì cho nó đủ liều nha các bạn. Đó, thì mình cái bộ của mình là mình cộng ba cái thứ này lại, thì hai cái gói này á là mình pha vô cái này nè các bạn. Cái này là đầy đầy cái nắp này là nó là 20ml này các bạn. Đó, thì mình pha vô cái thùng 20ml nha. Mình pha vô một thùng 20ml thì mình pha cứ một gói Riodomin này. Mình pha 20ml. Thì mình đổ đầy cái nắp này. Rồi. Cứ một Riodomin là mình đổ đầy cái nắp này, là mình cho vô cái thùng 20, cái thùng này thùng uống nước các bạn. Đó, nó là 20 lít nha, 20 lít nước. Rồi tới metalaxy. Tới metalaxy nè. Là mình cũng đổ đầy cái nắp này. Rồi, đẩy cái nắp này. Mình đổ vô. Trong này là mình đã đổ gần đầy nước rồi nha các bạn. Rồi, cái gói Aleve này nè thì mình pha là ít hơn nha các bạn, mình chỉ pha 100 là mình pha chỉ 10ml thôi, là pha nửa cái nắp này. Đó. Aleve này nè, mình pha nửa nắp thôi. Nửa nắp có nghĩa là nó là 10ml đó các bạn. 10ml nước đó, pha nửa nắp, đổ vô. Rồi, mình lấy cây mình quấy lên nhá. Trộn đều lên. Rồi. Sau khi mình trộn đều á các bạn thì lúc nào cũng vậy, mình sẽ pha ít thuốc sâu nha. Mình cứ đổ cho nó vô một ít thuốc sâu lần nào cũng vậy. Ví dụ mà mình có chữa nứt thân xỉ mục á, mình quẹt thuốc nứt thân xỉ mục thì mình cũng đổ cho nó một ít thuốc sâu. Thì cái thằng thuốc sâu này á, thực chất nó là fluorobarifosethin nè, 550g/lít, với lại cybermethin là 50g/lít. Thì mình cho nó ít thôi nha, vài giọt thôi nha các bạn. Mình cứ cho nó vô vài giọt. Rồi, ít thôi, không cần nhiều đâu. Rồi, xong tiếp tục mình lại trộn đều lên nhá. Rồi cái lượng nước đó là mình chưa có đổ đầy á, thì bây giờ mình cho nó đầy lên cho nó được 20 lít nha các bạn. Đó, mình cứ lúc nào cũng vậy. Thì cái cách tưới á là mình cứ cắt một ngày, mình tưới một ngày, mình tưới cho nó 3 lần nha các bạn. Tưới cho nó 3 lần, cứ cắt ngày tưới ngày thì mình tưới khoảng 3 lần là cây nó sẽ hết nha các bạn. Nó sẽ đứng lại luôn, cái triệu chứng đó là nó sẽ phát triển bình thường và nó sẽ không bị sao hết. Nếu như mà các bạn để nặng ra á thì rất khó chữa nha. Có lúc mà mình phải tưới nhiều lần và mà nhiều khi mà mình tưới nó cũng không cứu được luôn đó các bạn. Cho nên là mình chịu khó, mình quan sát cây biểu hiện qua cái việc là lá nó vàng á. Rồi mình trộn đều lên vậy rồi mình xắt ra mình tưới thôi các bạn.
Đó thì cái cách mà mình chữa cái cây á, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó quan trọng nhất á là cái việc là mình phát hiện kịp thời các bạn. Cái việc gì cũng vậy, mình mà phát hiện kịp thời á, mình mà xử lý á, thì cây nó sẽ bình thường. Còn mà cái cây của mình mà phát hiện không kịp thời á, mình mà để cho nó nặng ra rồi á, là mình thua nha các bạn. Là gần như là vô phương cứu chữa. Mình cứ đổ cho nó vô gốc rồi nè. Rồi. Mình cứ đổ thẳng vô gốc rồi nè. Vậy thôi, mình cứ đổ vô cổ rễ thôi các bạn. Đổ vô cổ rễ thì cái nấm này nó sẽ hết nha. Rồi, mình lại quay bên kia mình đổ. Đấy, mình cứ đổ khoảng chừng 3 lần thôi là hết các bạn. Là cây của mình nó sẽ khỏe nha. Rồi mình dư thuốc á, mình cứ rê ra mấy cái chỗ này để cho nó hút nè. Để cho nó để cho cái rễ nó hút cái thuốc này đó. Đó, mình cứ đổ vô gốc vậy thôi. Cứ cắt ngày tưới ngày tưới 3 lần cho nó là cây của mình nó sẽ vẫn bình thường. Cây năm ngoái của mình nó cũng bị á, năm nay nó cũng lại bị các bạn. Xong rồi mình làm như vậy thì nó không có bị sao nha. Mình chữa được, nói chung cái gì cũng vậy, mình con người mình cũng vậy, mình mà phát hiện kịp thời ấy thì mình chữa được. Mình mà phát hiện trễ tới giai đoạn ung thư rồi thì không chữa được các bạn. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì cho nên là cái vườn của mình đó ít khi nào mà nó bị chết lắm. Mình cứ chữa kịp thời như vậy thì mình sẽ không bị chết nha các bạn. Mình chỉ hơn nhau ở cái chỗ là mình phát hiện kịp thời thôi các bạn. Chứ còn thuốc thì nó cũng chỉ có vậy à. Chứ nếu mà mình không phát hiện kịp thời thì thua. Rồi. Đấy, chỉ vậy thôi. Đó, bây giờ mình tưới cho nó một cữ là mình cứ cắt ngày mình tưới một ngày cho nó. Là nó sẽ khỏe lại nha các bạn. Trái này nó chạy lên cỡ này nè. À, ngon lành luôn ha. Trái xanh. Cũng mập. Của mình là không có một con rệp sáp nào. Rồi sắp tới mình cũng có cái clip là mình làm về cái trái bé khoảng chừng 15 tới 20 ngày á. Thì có gì mình ra video mới thì các bạn có gì theo dõi nhé. Nếu mà các bạn và cô chú anh chị và các bạn thấy những video mình chia sẻ hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh của mình rồi để lại bình luận nhé. Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn.